chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2024, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Thưa quý vị, tối qua tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Thiêng liêng Tổ quốc, kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2024. Chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện. Thưa quý vị, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh rất đông vui và náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đã tề tụ về đây chúc mừng cho ngày Tết độc lập 2 tháng 9 của dân tộc. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật Thiêng liêng Tổ quốc do Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã góp phần sống dậy những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời góp phần vun đắp tình yêu quê hương đất nước cho mọi tầng lớp nhân dân. Chúng ta những thế hệ trẻ nhìn về quê hương, nhìn về hào khí năm xưa để tự hào đứng lên với tên gọi Việt Nam, đó là cái điều mà chúng tôi rất thích và rất muốn để phá vào với cái tuổi trẻ ngày hôm nay trong đất nước hòa bình này. Công ơn được ghi nhận như thế nào và cái tình yêu dù đi đâu năm châu bốn bể nhưng Việt Nam vẫn là nhà. Đây là một chương trình rất là tâm huyết của Trung tâm Ca nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì chúng tôi dựa vào cái chủ đề Thiêng liêng Tổ quốc, lấy cảm xúc và từ những cái lá cờ bay để chúng tôi thực hiện một chương trình dàn dựng rất là công phu. Chương trình nghệ thuật Thiêng liêng Tổ quốc gồm 3 chương: Không có gì quý hơn độc lập tự do, Lời Bác vang vọng bốn phương và Rạng rỡ Thành phố mang tên Người. Xuyên suốt chương trình là những trang sử hào hùng được thể hiện qua nhiều ca khúc khắc đậm dấu ấn lịch sử. Chương trình có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi. Các tiết mục được dàn dựng công phu, rực rỡ sắc màu đã mang đến không gian nghệ thuật mãn nhãn nhưng không kém phần ý nghĩa đối với đông đảo khán giả. Thủy Trinh và ca sĩ Quốc Đại hát một bài hát mang tựa đề là Lời Bác Dặn Chúc Phúc Đi Xa. Mong là thông qua lời ca tiếng hát, thông qua bài hát này sẽ gửi tới tất cả quý vị khán giả những cái tình cảm cũng như là cái sự biết ơn đối với thế hệ đi trước, các vị anh hùng dân tộc cũng như là đối với Bác Hồ kính yêu. Có một câu mà Quốc Đại rất là ấn tượng, đó là rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu thấm thiết những khúc hát dân ca, thể hiện rõ ràng nhất tấm lòng của Bác luôn luôn nghĩ về tổ quốc. Bài hát Lá Đỏ, đây là một cái bản tình ca đẹp về một thời máu lửa. Chào em cô gái tiền phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Ở đây không phải là một cái lời hẹn ước của một đôi trai gái, mà đó là một cái niềm tin, một cái sự khát khao của cái ngày mà đất nước sẽ được hòa bình, sẽ được thống nhất. Rất là tự hào, rất là phấn khởi để mà tham gia chương trình, mong rằng vị khán giả đón nhận thật là nhiều tình cảm. Chương trình cũng đã ôn lại cột mốc lịch sử thành phố Sài Gòn gia đình được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1976. 48 năm qua, thành phố mang tên Bác luôn xứng danh với truyền thống kiên cường trong đấu tranh chống ngoại xâm và vô cùng anh dũng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với khát vọng độc lập tự do của dân tộc, nhân dân được hạnh phúc, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn phát huy mạnh mẽ những phẩm chất cao quý của truyền thống con người thành phố, đi đầu vượt qua khó khăn, thử thách, trở thành đô thị phát triển mạnh mẽ của khu vực Đông Nam Á. Màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tối qua đã để lại ấn tượng trong lòng người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngàn người dân đã có mặt từ sớm tại điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức và điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Dù chỉ diễn ra trong 15 phút, nhưng thời tiết khá thuận lợi sau các đợt mưa dông cuối tuần trước đã giúp tinh thần người dân thêm phấn khởi khi được thưởng thức trọn vẹn màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Những tia sáng lấp lánh làm sáng rực bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh về đêm, thể hiện sức sống của thành phố mang tên Bác, luôn ghi nhớ công ơn của cha ông trong ngày Tết độc lập. Thưa quý vị, hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ khánh thành Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại Sở Chỉ huy Quân khu 7 với tổng diện tích khuôn viên hơn 2.000 m2. Tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng đỏ nguyên chất cao 7,9 m, trọng lượng gần 15 tấn. Tổng chiều cao tượng Bác và bệ tượng Bác là 12,5 m. Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc,
thể hiện lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là địa điểm ý nghĩa để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức các sự kiện quan trọng, dâng hương báo công với Bác. Thông qua đó, giáo dục truyền thống lòng yêu nước hướng về Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Quân khu 7 trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Cũng vào hôm qua, tại di tích lịch sử văn hóa Lê Văn Duyệt, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức lễ dỗ lần thứ 192 Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt theo nghi thức tế lễ tiểu cung đình Triều Nguyễn. Tham dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, lễ dỗ tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã có công mở mang bờ cõi, xây dựng, gìn giữ đất nước. Từ đó nhằm giáo dục cho các thế hệ sau, đặc biệt là thế hệ trẻ, biết hướng về cội nguồn dân tộc, đồng thời bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc. Trong ngày cúng lễ tiên thường là ngày đầu lễ dỗ diễn ra ngày 30 tháng 7 âm lịch, buổi lễ diễn ra các nghi thức, lễ dâng hương tại chánh điện và mộ ông bà, mời trầu, mời rượu, tặng lộc đến đại biểu dự lễ, cúng tiên thường theo nghi thức tế lễ tiểu cung đình Triều Nguyễn. Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1763 tại thôn Long Hưng, huyện Kiến Hưng, đạo Trường Đồn, nay là xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ông được xem là người có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất phương Nam. Tài năng và công đức của Đức Tả Quân được người dân hết lòng kính phục, thương yêu, gọi ông là ông lớn thượng. Khi tạ thế, Đức Tả Quân được an táng tại lăng Lê Văn Duyệt và nhân dân hết lòng thờ phụng cho đến ngày nay. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9, lễ dỗ Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt được tổ chức với nhiều hoạt động như lễ cúng tiên thường, lễ xe chầu, đại bội, hát bội, lễ tôn vương hầu chầu và đón tiếp nhân dân đến chiêm bái. Thưa quý vị, sau một năm triển khai, Nghị quyết 98 của Quốc hội được đánh giá có tính đột phá để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá, cụ thể tạo động lực về thể chế, nâng cao hiệu quả của nền công vụ, xử lý những điểm nghẽn trong hấp thụ vốn và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng hạ tầng đô thị. Một trong những điểm nổi bật và được Thành phố Hồ Chí Minh đặt nhiều kỳ vọng từ Nghị quyết 98 là cho phép cơ chế triển khai các dự án PPP trên địa bàn. Bên cạnh lĩnh vực y tế và giáo dục, thì cơ chế này được đánh giá sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành văn hóa và thể thao. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trên cả nước được Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm cơ chế đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP đối với các dự án trong lĩnh vực văn hóa thể thao. Tính đến nay, có 5 dự án được ưu tiên kêu gọi đầu tư. Đây là những dự án nằm ở những vị trí đắc địa của thành phố và không vướng về vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, việc này cũng là một thách thức lớn đối với ngành văn hóa. Bên cạnh cái vấn đề để mang lại cái lợi ích xã hội chung, thì vẫn là vấn đề quan tâm về cái lợi nhuận mà các nhà đầu tư có thể thu lại trong quá trình đầu tư vào lĩnh vực này. Cái yếu tố thứ hai là về phía bản thân chúng tôi. Đây cũng là những cái bước mở đầu. Chúng tôi cũng chưa có những cái kinh nghiệm từ phía các cái ngành bạn như là y tế, giáo dục. Mặc dù là luật đầu tư đã cho phép các ngành thực hiện PPP từ trước, việc tích lũy những kinh nghiệm là còn rất nhiều khó khăn. Khi mà đầu tư vào văn hóa thì thật sự là cái môi trường đầu tư nó phải ổn định. Lĩnh vực văn hóa đầu tư thì có thể là tiền vốn và các nguồn lực rất lớn nhưng mà không phải là thu lợi được ngay. Nếu như cái môi trường đầu tư, môi trường hoạt động, môi trường kinh doanh của văn hóa mà không ổn định thì cái này cực kỳ khó khăn. Và đặc biệt là trong cái nguồn lực của văn hóa, tôi cho rằng là cái nguồn lực về con người chúng ta cũng đang gặp cái thách thức rất là lớn. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng rõ ràng, Nghị quyết 98 như chiếc chìa khóa vàng cho thành phố mở nhiều cánh cổng đang còn đóng kín. Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 98, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều cơ chế, chính sách đã đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn của Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là làm tốt hỗ trợ an sinh xã hội, thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở một đô thị đặc biệt, xây dựng những đề án để chuẩn bị cho trung và dài hạn, các chương trình hành động để huy động nguồn lực xã hội, thu hút nhà đầu tư chiến lược, ban hành kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,
Có thể nói, Nghị quyết 98 góp phần quan trọng vào việc đạt được các chỉ số tăng trưởng và bình ổn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh và những chỉ tiêu quan trọng khác. Chúng ta phải tập trung hơn trong thời gian sắp tới. Ví dụ như là chúng ta xin các cái cơ chế để triển khai các cái dự án BT, BOT, các hình thức PPP. Các cái việc là thu hút nhà đầu tư chiến lược hay là đầu tư cho khoa học công nghệ, cho đổi mới sáng tạo và cho khởi nghiệp. Thành phố đã và đang hoàn thành 12 trên 22 cái nhiệm vụ còn lại, phối hợp để cho các bộ ngành trung ương tiếp tục hoàn thành 4 trên 10 cái nhóm theo 98 phân công. Bởi vì có một năm thôi, dù có rất kịp thời, có rất đồng bộ với một cái khối lượng lớn chưa từng có công việc này mà chúng ta làm được kết quả như thế, phải nói là rất là đáng trân trọng. Đánh giá rất cao và cảm ơn tất cả các đồng chí đã tham gia trực tiếp gián tiếp quá trình triển khai tổ chức thực hiện 98 trong thời gian qua. Sau một năm thực hiện, hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết này còn phụ thuộc rất nhiều vào tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện để có thể ngày càng đi sâu vào cuộc sống. Tuy vậy, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, nghị quyết 98 của Quốc hội để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, xứng tầm là đầu tàu kinh tế của cả nước. Sau đây là phần điểm báo. Chào mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đôn đốc thi công để sớm đưa vào sử dụng hàng loạt dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông và môi trường. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, những ngày qua, tại hiện trường công trình xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, quận Tân Bình, nối vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, công nhân đang khẩn trương tiếp tục hoàn thiện mặt nền đường, bó vỉa hè, dự kiến công trình hoàn thành cuối năm nay. Còn công trình nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 đang được đẩy nhanh tiến độ như có thể. Các công nhân tích cực thi công hoàn thiện hầm kính. Dự kiến nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ sẽ thông xe trong tháng 9, hoàn thành động bộ vào tháng 12 năm nay. Tương tự, tại gói thầu xây lớp 124 thuộc dự án đường Vành Đai 3 trên địa bàn huyện Củ Chi và Hóc Môn, không khí làm việc cũng sôi động, phấn khởi. Thành phố Hồ Chí Minh tất bật đón khách du lịch là bài viết được đăng trên báo Người Lao Động số ra sáng nay. Những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, dù thời tiết có bất lợi, mưa rải rác, nhưng những điểm đến quen thuộc tại thành phố như Hội trường Thống Nhất, Suối Tiên, Đầm Sen vẫn đông đúc người dân và du khách. Không riêng di tích lịch sử Dinh Độc Lập, nhiều điểm đến truyền thống khác ở trung tâm thành phố như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà thờ Đức Bà cũng tấp nập khách đến tham quan tìm hiểu lịch sử. Cũng trong dịp này, trung bình mỗi ngày, buýt đường sông Sài Gòn Waterbus phục vụ khoảng 5.000 lượt khách, tăng 100% so với ngày thường. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dịp lễ 2 tháng 9 là cơ hội để thành phố giới thiệu tour tuyến mới, nhất là tour nội đô, tour đường thủy tới du khách trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, quận 7 với chuỗi hoạt động sự kiện quy mô lớn, góp phần nâng tầm du lịch thành phố. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Ít nhất 11 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất sau khi bão Yagi quét qua Philippines và gây mưa lớn như trút. Nhà chức trách sở tại đã phải ban bố cảnh báo bão. Thông báo cho biết bão nhiệt đới Yagi trong ngày 2 tháng 9 đã đổ bộ vào đảo chính Luzon của Philippines sau khi quét ra khu vực Bicol, đông nam thủ đô Manila vào tối 1 tháng 9. Ngoài gây lũ lụt và lở đất, mưa lớn cũng làm ngập lụt nhiều tuyến đường, nhà dân, buộc hơn 300 người phải sơ tán đến nơi trú tránh an toàn. Trước dự báo bão sẽ gây lũ lụt và nhiều vụ lở đất hơn nữa, chính quyền địa phương đã quyết định đóng cửa trường học và trụ sở các cơ quan công quyền tại thủ đô trong cùng ngày. Dịch vụ phà tại nhiều địa điểm cũng tạm dừng và 29 chuyến bay nội địa bị hủy. Dự báo bão Yagi sẽ tiếp tục đi qua khu vực phía bắc đảo Luzon trước khi di chuyển vào Biển Đông vào ngày 3 tháng 9. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã đề nghị các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi để chủ động phòng tránh, cũng như sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Ngày 2 tháng 9, chiến dịch quân sự của Israel tiếp tục diễn ra dữ dội tại thành phố Jenin, khu bờ Tây sông Jordan, gây nhiều hư hại về cơ sở vật chất và khiến nhiều người thiệt mạng. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp kể từ khi Israel thực hiện chiến dịch được xem là lớn nhất tại bờ Tây kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu.
Theo Bộ Y tế Palestine, tính đến nay, có ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong chiến dịch mới của Israel vào bờ Tây. Quân đội Israel cho biết phần lớn những người thiệt mạng là các phiến quân mà họ nhắm tới, không phải người dân. Chiến binh bờ Tây qua đó ngăn chặn các cuộc tấn công vào thường dân Israel đang gia tăng. Người Palestine cho rằng chiến dịch này là sự mở rộng của cuộc chiến ở Gaza, là nỗ lực duy trì chế độ cai trị quân sự kéo dài hàng thập kỷ của Israel đối với lãnh thổ này. Hôm 2 tháng 9, Thủ tướng Hà Lan Diskup và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức họp báo chung tại thành phố Zaporizhia, phía đông nam Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết các nước đồng minh nên cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và cung cấp vũ khí cho Kiev để thực hiện điều đó. Ông Zelensky muốn có được khả năng tấn công đáp trả vào lãnh thổ Nga và cho biết Ukraine cảm thấy tích cực và triển vọng nhận được sự cho phép từ phía đồng minh. Chúng tôi không chỉ cần sự cho phép mà còn cần cả vũ khí để thực hiện điều đó. Chúng tôi đã được thỏa thuận về việc nhận các vũ khí như vậy nhưng vẫn chưa nhận được. Vì thế chúng tôi cần phải giải quyết hai vấn đề trên. Tổng thống Zelensky đã thảo luận với Thủ tướng Hà Lan về việc tăng cường lực lượng phòng không của Ukraine và đã đề cập một số ý tưởng nhằm tăng cường phi đội máy bay phản lực F-16. Mới tuần trước, một chiếc F-16 thuộc phi đội đã bị rơi và khiến một phi công thiệt mạng. Thủ tướng Diskup thực hiện chuyến thăm đến Ukraine nhằm giới thiệu gói hỗ trợ trị giá 200 triệu euro từ chính phủ Hà Lan nhằm sửa chữa các cơ sở năng lượng và hỗ trợ nhân đạo. Gói hỗ trợ dùng để mua các tuabin khí và nguyên vật liệu quan trọng cho các cơ sở năng lượng, ngoài ra còn dùng để hỗ trợ sức khỏe tinh thần và dò mìn trên chiến trường. Số tiền trên đến từ quỹ hỗ trợ 400 triệu euro mà chính phủ Hà Lan cam kết cho Ukraine hồi đầu năm nay. Hôm qua, các nhân viên cứu hộ Nga cho biết họ đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể trong vụ rơi máy bay trực thăng chở khách du lịch đến vùng Viễn Đông. Máy bay rơi ở vùng Kamchatka vốn là một bán đảo hoang sơ với nhiều núi lửa và động vật hoang dã. Trước đó vào thứ Bảy ngày 31 tháng 8, máy bay trực thăng Mi-8 thuộc hãng hàng không VTS Aero chở theo 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã cất cánh gần núi lửa Vatskazet. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết máy bay có khả năng đã rơi trong điều kiện tầm nhìn kém do thời tiết xấu gây ra. Cơ quan địa phương của Ủy ban điều tra Nga hôm thứ Hai đã tổ chức điều tra về khả năng phi công phạm lỗi trong lúc bay hay do trục trặc trong hệ thống. Mi-8 là loại trực thăng hai động cơ được thiết kế vào những năm 1960 và được sử dụng rộng rãi ở Nga. Nhiều tai nạn liên quan đến kiểu máy bay này đã xảy ra ở Nga và nhiều nước khác. Sau vụ rơi máy bay khiến 8 người chết năm 2021, chính quyền đã cấm hãng hàng không VTS Aero hoạt động chở khách để điều tra về khả năng vi phạm các quy định an toàn bay. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 9, hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Sự kiện đang được chờ đợi vì nó cho thấy rõ hơn quan điểm cũng như bản lĩnh của hai ứng cử viên, qua đó có thể ảnh hưởng phần nào đến lá phiếu của các cử tri Mỹ vào tháng 11 tới. Những phân tích trước thềm sự kiện này sẽ được biên tập viên Việt Hùng trình bày trong chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, cuộc thăm dò mới nhất vào tháng 8 cho thấy cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng đã thay đổi đáng kể sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui và bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Theo kết quả thăm dò được Reuters công bố ngày 29 tháng 8, thì bà Harris đã từng bước giành được lợi thế và đang dẫn trước đối thủ của đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump với khoảng cách đang được nới rộng. Cuộc thăm dò do Reuters APSOS thực hiện trong 8 ngày trên toàn nước Mỹ, kết thúc vào ngày 28 tháng 8 với hơn 4.250 người Mỹ tham gia. Kết quả cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm với tỷ lệ ủng hộ 45% và 41%. Khoảng cách này được nới rộng ra so với cuộc thăm dò tương tự cuối tháng 7, khi đó bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump 1 điểm phần trăm. Bà Harris dẫn trước ông Trump 13 điểm phần trăm trong nhóm cử tri nữ và cử tri gốc Latin, tăng so với lần thăm dò trước, cho thấy bà Harris đã có thêm sự ủng hộ từ nhóm này. Trong khi đó, ông Trump vẫn dẫn trước đối thủ với khoảng cách không đổi trong nhóm cử tri da trắng và cử tri nam, nhưng bị bà Harris thu hẹp khoảng cách trong nhóm cử tri không có bằng cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, tại 7 bang có kết quả bầu cử xích sao năm 2020, ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris 45% và 43%. Theo các nhà phân tích, những số liệu này cho thấy ông Trump sẽ khó đối phó với bà Harris hơn và ông Trump cần tập trung hết sức vào chiến dịch
để không làm mất lòng những cử tri vì họ không thích ông Biden mà đang nghiêng về phía ông. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến bầu cử Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Hiện hai ứng cử viên tổng thống đang đẩy mạnh các hoạt động tranh cử. Kết quả thăm dò trên phần nào cho thấy Phó Tổng thống Harris đang giành thêm được sự ủng hộ của nhiều người Mỹ và cựu Tổng thống Donald Trump rất có thể phải nhìn nhận lại chiến thuật của mình. Trong một sự kiện ở Michigan, cựu Tổng thống Trump nói rằng chính quyền mới của ông sẽ có những chính sách thúc đẩy việc sinh con. Giữa chính quyền của tôi, chính phủ hoặc công ty bảo hiểm sẽ có nghĩa vụ thanh toán mọi chi phí liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm. Và hơn thế nữa, chúng tôi cũng sẽ cho phép cha mẹ khấu trừ các khoản chi phí quan trọng trong việc nuôi dưỡng em bé sơ sinh vào thuế để họ có thể yên tâm chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, thay vì tập trung quảng bá các chính sách kinh tế như trên, ông Trump được cho là đã dành quá nhiều thời gian cho việc công kích cá nhân bà Harris. Từ mỉa mai tiếng cười cho bài ngoại hình và trí thông minh của bà Harris, ông Trump gần đây còn cho rằng đám đông tại các cuộc vận động tranh cử của bà Harris là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, đặc biệt là phát biểu tranh cãi về nguồn gốc chủng tộc của phó tổng thống. Bà ấy luôn có gốc gác Ấn Độ và chỉ luôn quảng bá mình là người gốc Ấn. Tôi không biết bà ấy là người da đen cho đến tận nhiều năm trước, khi bà ấy bỗng nhiên thành người da đen và giờ bà ấy muốn được biết đến là người da đen. Những người hâm mộ trung thành nhất của ông Trump cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì cách ông công kích đối thủ và lo ngại chiến thuật này không thể mang lại chiến thắng cho cựu tổng thống. Ngoài ra, ông Trump gần đây liên tục đưa ra những phát biểu rời rạc, đôi khi sai lệch tại các cuộc vận động tranh cử trên khắp đất nước, khiến công chúng hoài nghi về năng lực đảm nhiệm chức vụ của ông, giống như ông Biden trước đây. Trong khi đó, bà Kamala Harris đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 29 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ đã giải thích về lập trường chính sách của mình, trong đó nhấn mạnh, kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Việc đầu tiên cần làm là thực hiện những chính sách hỗ trợ tầng lớp trung lưu. Chúng ta cũng cần tập trung vào việc hạ giá các mặt hàng thiết yếu, giảm giá dịch vụ chăm sóc trẻ em và y tế, đồng thời hỗ trợ những gia đình mua nhà lần đầu tiên. Sau vấn đề kinh tế, Phó Tổng thống Mỹ đã đưa ra lập trường của bà về vấn đề biên giới, khẳng định hành động nhập cư trái phép cần phải bị trừng phạt theo đúng pháp luật. Về cuộc khủng hoảng Trung Đông, bà Harris nói rằng chính quyền của bà sẽ không thay đổi cam kết về việc tiếp tục bảo vệ Israel. Sau nhiều lần tranh cãi về cách thức thực hiện, hai ứng viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp trên kênh truyền hình ABC News ở Philadelphia vào ngày 10 tháng 9 tới. Cuộc tranh luận này có tác động rất quan trọng để các ứng viên chứng tỏ tài năng và tầm nhìn của mình, qua đó thuyết phục các cử tri còn đang lưỡng lự. Do vậy, cả ông Trump và bà Harris đều có toan tính riêng nhằm giành được lợi thế trong màn thể hiện sắp tới. Cựu Tổng thống Trump thông báo sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp với ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào ngày 10 tháng 9. Theo tờ The Political, cựu Tổng thống Trump cho biết cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 tới sẽ áp dụng các quy tắc giống như cuộc tranh luận giữa ông và Tổng thống Biden trên CNN hồi tháng 6. Nghĩa là micro của ứng cử viên này sẽ bị tắt tiếng khi ứng cử viên kia đang phát biểu. Trong khi đó, Ủy ban tranh cử của bà Harris đã đề nghị đài ABC thay đổi quy định để tiếng micro của hai ứng cử viên xuyên suốt buổi tranh luận, đồng thời nói rằng vấn đề này đang được thảo luận. Đến nay, ABC News vẫn chưa đưa ra thông tin phản hồi nào liên quan tới vấn đề này. Truyền thông Mỹ và thế giới đã đưa ra những phân tích liên quan đến chiếc micro trong cuộc tranh luận sắp tới giữa ông Trump và bà Harris. Có ý kiến cho rằng đội ngũ của bà Harris muốn mở micro trong suốt thời gian tranh luận, dường như để ông Trump có thể nói bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào, qua đó bộc lộ sự thiếu kiềm chế ở ông. Một lý do khác là bà Harris muốn có thể ngay lập tức bác bỏ nếu ông Trump đưa ra những phát ngôn sai lệch. Đội ngũ của cựu Tổng thống Trump thì tin rằng bà Harris chưa sẵn sàng trả lời các câu hỏi về chính sách và theo kịp đối thủ khó đoán như ông Trump. Ông Trump xem đây là cơ hội tốt nhất để làm suy giảm sự ủng hộ dành cho bà Harris. Tuy nhiên, việc mở micro suốt phiên tranh luận sẽ thách thức mức độ kỷ luật của ông Trump. Các chiến lược gia kêu gọi ông tập trung vào chính sách và từ bỏ công kích cá nhân. Những lời công kích của ông Trump nhằm vào giới tính và chủng tộc của bà Harris có thể sẽ khiến các cử tri nữ, cộng đồng thiểu số và những người có học thức bất bình. Đây là nhóm cử tri có thể rất quan trọng ở các bang chiến trường trong cuộc bỏ phiếu tháng 11 tới.
Người dân Mỹ và những người quan tâm trên khắp thế giới đang chờ đợi cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ vào ngày 10 tháng 9. Qua đó có thể thấy rõ sự khác biệt cũng như ưu thế của hai ứng cử viên trên sân khấu. Và những diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt. Xin trở lại với phần tin trong nước. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 8, Việt Nam chi 5,5 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu 8,7 triệu tấn dầu thô từ các thị trường, tăng lần lượt 25% về lượng và 20% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá dầu thô nhập khẩu trung bình đạt hơn 630 đô la Mỹ một tấn. Về thị trường, Việt Nam nhập khẩu dầu thô từ 3 thị trường chính, bao gồm Brunei, Kuwait và Nigeria. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 8 tháng năm 2024 ước thực hiện hơn 344.800 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán và tăng 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện hơn 246.800 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng 17,5% so với cùng kỳ, thu nhập cá nhân tăng 14,8% và thuế liên quan đến nhà đất tăng tới 55,9%. Đáng chú ý, theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu có sự phục hồi đáng kể. Thành phố ước thực hiện hơn 83.600 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 8 tháng, đạt 64% dự toán và tăng 0,3% sau 6 tháng tăng trưởng âm. Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh được giao tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 482.800 tỷ đồng, tăng 2,8% so với dự toán năm trước đó. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 8 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý gần 388.000 trường hợp vi phạm giao thông. 8 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trên 980 tỹ đồng, tạm giữ gần 143.300 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hơn 82.100 trường hợp. Trong đó đã xử lý hơn 113.600 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, hầu hết là với phương tiện xe gắn máy. Ngoài ra còn có hơn 1.400 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, 51.830 trường hợp vi phạm về tốc độ, hơn 36.300 trường hợp vi phạm về dừng xe, đổ xe, 12.830 trường hợp không có giấy phép lái xe, hơn 10.100 trường hợp chở quá số người quy định. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dự báo lượng phương tiện lưu thông trở về Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao. Công an thành phố khuyến cáo các cá nhân, gia đình có kế hoạch di chuyển phù hợp, tránh đi vào khoảng thời gian cao điểm, nhiều phương tiện lưu thông cùng lúc như chiều tối. Người dân tránh đi vào các tuyến đường, giao lộ đang xảy ra ùn ứ, ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến thời gian di chuyển của mình. Đối với người dân có kế hoạch di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay, cần chủ động lịch trình, thời gian di chuyển đến các bến xe, bến tàu, sân bay để đảm bảo thời gian đến làm thủ tục, khởi hành, tránh bị trễ giờ đi tàu xe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau, cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6:30 trên kênh HTV9. Xin kính chào, tạm biệt.